ba con mới về. Ba. Ba có biết ai là bác sĩ mà đã từng lên truyền hình rồi không ba? Bác sĩ lên truyền hình? Dạ. À, dạ không, cái này con Yến nói là bác sĩ mà còn trẻ ba. Trẻ? Có chuyện gì không con? Dạ, tại vì con có một người bạn á làm bên show truyền hình, họ cần một bác sĩ trẻ để quay show truyền hình đó. Ba ơi, chương trình này á rất là nhiều khán giả coi nha ba, có lợi lắm á. Có nghĩa là bác sĩ trẻ lên truyền hình để quạt. Ủa? Gì vậy ba? Để con nè. Dạ. Có chị dâu con nè. Ủa vậy hả? Để con lên phòng cái. Ngửa đầu dưới ta. Con. Dạ, bác dạ. Sĩ lên truyền hình, cơ hội để quảng bá tên tuổi. Dạ. Chú Phúc cần, chú Phúc đang cần. Vậy vậy hả ba? Bà giới thiệu con rồi đó. À, dạ con cảm ơn ba. Gặp đi, gặp đi. Vậy con lên trển nói chuyện với. À. Dạ dạ. Con chào mẹ. Ừ. Chú Phúc. Dạ. Tập thể dục hả chú? Dạ. À, tối hôm qua chị nghe ba nói là bạn của em đang. Dạ. Ơi mẹ. Cái gì? Mẹ phơi đồ á, mẹ phơi đồ mà bị phải. Mẹ phơi bị trái bị bay màu hết trơn á. Trời ơi, ông điên quá, người ta phải lộn bị trái phơi ngoài nắng nó không có bay màu. Ủa vậy hả mẹ? Nói gì vậy trời, bởi vậy mẹ lộn bị trái nè. Đúng rồi đó mẹ, đúng rồi, lộn bị trái đi nha mẹ nha. Ừ. Chú, còn cái vụ bạn của chú. Mẹ. Hả? Ờ, hôm nay á, mẹ đi ăn món gì vậy? Mẹ làm gà kho sả nha mẹ. Hôm bữa con đi ăn gà kho sả với mấy bạn á, thấy ngon thì đúng không? Gà kho sả cho mẹ nha. Rồi rồi rồi, gà xào với ớt phải không? Rồi. Chị dâu thích ăn gì không? Đương nhiên thích rồi. À, gà nó có nhiều chất dinh dưỡng lắm, cho mình ăn thì mình cũng thích thôi. Dạ. Còn cái vụ bạn của chú á chú. À chị, không biết là ba với anh Hạnh á có khoái ăn không? Để xuống hỏi thử nha. Chắc là khoái ăn á. Sao tự nhiên con cưỡng mình lên vậy? Dạ, đâu có gì đâu mẹ. Tránh mặt chị hả? Ok. Trời ơi, đói quá. Đói quá giờ sao giờ? Ba. Ừ, ừ. À, đây, ba đây, ba đây, ba đây. À, đây, 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 đây. À, giữ con đi. Dạ. Nè, dạ. Giữ nó nha. Ba dạ. Xuống ăn cơm chút, đói quá rồi. Dạ. À, mình đây con. Dạ. À, chị dâu con có nói với con cái chuyện lên truyền hình gì không vậy? Dạ con đâu nghe chị nói gì đâu ba. Ủa không có nói hả? Dạ. Nãy nghe nó háo hức lắm rồi ta. À, dạ con đâu nghe nói gì đâu. Lạ. Ê, muốn lên truyền hình hả con? Đúng không con? Để coi thái độ sao nha ha. À, dạ sao này khách vậy? Vậy sao tiếng con ngồi đấy? À, chú ơi, con đang có chuyện cần phải suy nghĩ mà ở dưới phòng thằng Mẫn làm ồn quá, chú cho con ngồi trên đây suy nghĩ xíu nha. Nói gì mà nghe căng vậy? Thằng này chuyện gì vậy? Chuyện gì mà tụi con la bài hải vậy hả? Chuyện gì? Tại sao vậy? Tại sao nó bắt tôi lựa chọn vậy trời? Cái gì vậy trời? Con bị gì vậy Minh? Cái thằng này. Đây phòng chú phải nhà hát đâu mà con tập hát hả? Chú Phúc ơi. Chú có trên phòng chú? Chú Phúc ơi. À, dạ buồn ngủ phải không? Trời ơi ngáo rồi nữa nè. Cách biệt đó, chỉ có những người giả buồn ngủ mới vậy thôi. Chú Phúc, dạy cho chị nói chuyện xíu nè chú. Minh. Minh. Cái thằng này kêu mà không ưa hử vậy hả? Dạ. Chú còn ngủ hồi nào vậy? Hả? Trời đất ơi. Vậy thôi tôi đi xuống à. Tại sao vậy? Tại sao cứ bắt tôi phải lựa chọn vậy trời? Thằng điên này.
rõ ràng nha, tôi biết ngay là chú làm bộ mà chú Phốt. Trời ơi, khó xử quá. Con quỷ làm giật mình hoài. Nè con, chừng nào mà chú Phúc dậy á, con nhớ nói chú Phúc á là mẹ có chuyện muốn nói với chú Phúc nha. Tại sao ghét tôi hoài vậy? Con quỷ, tại sao chú la hoài vậy? Con này khó xử lắm mẹ biết không? Nghĩ sao vậy? Tưởng dây tâm lý là anh ngồi dậy nói chuyện với chị hả? Không có đâu nha.